Phải vặn cho nó nhảy lịch. Rút ra. Xoay đến khi nào nhảy lịch thì thôi. Lịch rồi. Đấy, nhảy lịch rồi các bác nhé. 27 này. Đấy. Mình sẽ lắp cái kim vào. Rồi mình sẽ quay một tiếng nữa, một vòng nữa để cho được đến 12 giờ trưa. Rồi bắt đầu lắp kim phút. Nhìn nghiêng xem nó chuẩn chưa. Rồi bây giờ bắt đầu lắp kim dây. Kim dây của nó khá là dài, các bác lắp cẩn thận. Đấy, kim này, cái bỏ tạm thời bỏ cái kim này ra đã, lắp cái kim nhỏ. Kim nhỏ. Hôm nay là mùng 3. Đây các bác nhìn thấy đây có 12 này. Thì đây em sẽ để đúng số 12. Tháng, đây là tháng nhé. Tháng trong năm này. Bây giờ đang là tháng 8. Tháng 8 thì để đúng số 8. À. Và bên này là bên thứ kim thứ, hôm nay là thứ ba. À, sau đó mình sẽ đóng mạnh vào cho nó xuống. Kim này nó hơi bị lệch một chút đúng không? Anh em nhìn thấy em thấy kim em đóng nó hơi bị lệch một tí. Mình sẽ nhổ nó lên. Cho mình sửa lại. Tại vì nó chạy mà. Kim nó chạy. Đó. Đây, nếu mà các bác cẩn thận nữa, các bác có thể đặt đây lên cho nó gõ, cho nó dễ. Đó, thấy chưa? Đây, ok rồi. Đấy. Đây, sẽ lấy giờ đúng hiện tại. Đây, các bác lưu ý là mình lắp cái này mình để ý kim giờ ở trên này, có chạm vào cái kim dưới hay không? Đó, nếu mà nó chạm thì mình phải chỉnh lại nhé. Đó. Nó chạm vào là toi đấy. Rồi bây giờ sẽ lắp cái kim này. Đấy, cái kim này nhẹ nhàng thôi. Nó đang bị lỏng, cái kim này đang bị lỏng rồi. Đó, đang bị lỏng cái chân kim này. Đấy, em phải soi lại xem này.
Đấy, mình sẽ bóp cho cái chân kim nó vào một tí. Đó, bây giờ bóp một tí thôi đã khác rồi đúng không? Đó. Mình sẽ nhìn nghiêng để xem cái chim nó chạm vào nhau không. À, chạm vào nhau mình sẽ phải cho hạ cái kim này xuống một tí. Hạ cái kim phút xuống một tí. Cho nó khỏi chạm vào. À, xem có chạm vào kim dây không. À, không chạm vào được rồi. Thế nên mình sẽ để vào đây. Đóng vào. Rồi, bây giờ sẽ khá đúng cái gì ra. Đây, nó ôm núm này. Đó. Đấy, cái vỏ này mình sẽ thổi đi. Cái núm này của nó đang bị vênh. Cái bánh này nó vênh. Mình sẽ nắn lại một tí. Mình nắn cái này nắn khéo, không phải gãy. Nếu mà như cái núm xịn thì mình nắn. Còn nếu mà núm này núm rẻ tiền mình không nên nắn. Tránh nhá. Kệ đó. Nắn nó sẽ bị vênh. Gãy. Có thể mình giúp người ta đây nhưng mà nó hỏng thì mình phải đền. Thôi tốt nhất là cứ để lại. Sẽ ghi vào đây. Mình sẽ vặn ở đây vào. Những con như này mình cẩn thận, người dễ dính nước. Đây, con này là bị rơi và rối tóc. Để ăn xong rồi. Mất 2 tiếng.